nửng ti cục vàng của mẹ. Nửng ti cục vàng của mẹ. Mẹ ơi. Nửng ti. Kỳ quá à. Hello mọi người. Ủa Duy, thường thì em tập gym thì em tập giờ này luôn á hay là tập? Dạ, em tập trễ hơn xíu. Mà giờ này thì tại vì hôm nay em không có làm việc cho nên qua tập sớm hơn xíu. Ủa thường thì công việc của em thì làm giờ hành chánh khoảng tới mấy giờ? Từ 8 giờ rưỡi tới đến 12 giờ trưa. Em nghỉ ngơi một tiếng xong rồi 5 giờ em sẽ về. Mà công việc là gần ở đây không hay là sao? Em làm ở quận 9 luôn. Ủa thường em tập gym ở đây là tập được bao lâu rồi? Em tập khoảng được 2 năm rồi. Tập phòng này là 2 năm rồi. Tại vì phòng này gần nhà em với lại quen với em. Ủa em thường thì tập đây là em chia theo bài từng ngày hay là em chia theo bài từng ngày. Em tập một tuần chia theo bài từ tùy theo nhóm cơ của em. Anh cũng là người tập gym á, bây giờ mình chơi trò chơi không? Ok, ok. Kiếm cái trò chơi nào trong gym chơi nè. Ok, ok. Bây giờ tập bụng đi. Đu xà đá bụng. Giờ ai trước? Anh trước đi. Anh trước đúng không? Đang thở xíu nãy giờ mới tập xong mệt quá. Ok, ok, ok. Giờ có ra điều kiện gì mà 1 phút bao nhiêu cái hoặc là bao nhiêu giây mấy cái? Cho em ra điều kiện. Em cho anh ra điều kiện luôn. Rồi. Ok. Đá lần 20 cái đó liên tiếp. Ok. Nếu mà đứa nào thua xỉu ách 20 cái. Ok luôn. Ok đúng không? Rồi. Anh trước liên nha. Liên tục đúng không? Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 bonus cho em thêm không nào? Bao nhiêu rồi để biết. 25 25 đúng không? Làm hơn 25 rồi sao? Hơn 25 thì anh thua qua squat 2 cái okay. Thôi. 2 Mồ hôi bắt đầu đổ nha mọi người ơi. 12 13 14 Nhảy lên 15 6 26 rồi cả mọi người. 26 26 ơi, thôi một cái thôi. Rồi. Cái này là thua nha mọi người. Thí dụ là sức của Maro là còn hơn nữa. Nhưng mà từ nãy không biết vì không có đếm giây mà chơi mình chơi thua luôn. Mình lớn, mình là hot chương trình mà. Bây giờ mình thua mình squat thôi. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 hoàn thành. Rồi. Thì vậy bây giờ hai anh em mình hẹn chỗ nào nói chuyện đi nha. Chưa đây anh thấy nóng quá. Hay là muốn lên lầu cái chỗ nào khoáng không? Có. Ok, giờ bên lầu nha. Hello mọi người, xin chào mọi người đến chương trình Redline. Em tên là Duy. Hiện tại em đang là kế toán của một công ty tại dầu khí thành phố Hồ Chí Minh. Lúc mà em học đại học xong em học về chuyên ngành gì mà em chuyên ngành quản trị kinh doanh, nhưng mà qua kế toán cũng như là cái duyên á, nhà em không thể đủ điều kiện cho em học được, cho nên là buộc phải đi làm. Bắt đầu với công việc kế toán này, lúc trước em có làm thêm một công việc nào không? Khi mà em ở Sài Gòn, bắt đầu công việc đầu tiên em là học dụng. Tầm 2 tháng làm em bắt đầu tập trung công việc học hơn, tại vì em vừa học vừa làm nó bị phân tán cái thời gian của em nhiều quá. Em nhận ra biết giới tính của mình từ lúc nào? Em nghĩ là nghe từ nhỏ rồi, từ đầu từ lớp 6 à, lớp 6 tới lớp 8 thì cũng có một anh học lớp 10, 11, 12 gì đó cũng vô nhắn tin làm quen với em, thì em cũng thích, nói chuyện quen lại rất là hợp nha, cũng biết nhau nhưng mà hẹn gặp mặt thì anh không chịu được. Lúc đó em có hỏi lý do tại sao mà có nói chuyện nhau nhưng mà lại không gặp mặt không? Anh nói anh ngại thôi. Lúc mà em đòi gặp mặt anh nói ngại không gặp, là lúc đó là mối quan hệ cắt đứt luôn? Dạ không, tụi em cũng nhắn tin rồi nhưng mà sau đó nó giãn từ từ rồi không nói chuyện nữa. Thì từ lúc mà em phát hiện giới tính của mình từ năm học lớp 6, thì lúc đó trong trường học của em, bạn bè hoặc là thầy cô có biết được cái giới tính của mình không? Tất cả mấy bạn thân của em chắc em nghĩ biết, tại vì em hay chơi với mấy bạn nữ thì em ngại chơi với bạn nam đó. Thì chơi con nữ thì em cái cảm giác mình mạnh mẽ hơn, đi bảo vệ mấy bạn đó. Mà mình biết mình thuộc cái giới tính thứ ba thì từ đó giờ em có bao giờ nhận được những lời miệt thị hoặc là những lời chọc ghẹo của mấy thầy? Miệt thị thì từ chính trong gia đình em luôn, cậu của em thật sự là không thích em vậy. Hồi xưa thì em hay chơi với mấy đứa gái dẫn về nhà chơi rồi nói với mẹ em đó là em bị bệnh, là kêu mẹ em phải dẫn em đi trị bệnh đi chứ để như vậy là không có được. Nhưng mà hiện tại thì em cũng lớn, cũng trưởng thành, em tự lo được cái mọi thứ của em rồi, nhưng bây giờ không ai nói.
come out với mẹ thì là cũng là một cái duyên thôi. Em có quen một cái bạn đó, cũng dẫn về nhà ra mắt, là cái bạn đó là bạn đầu tiên em quen luôn. Khi quen nhau tụi em cũng dẫn nhau đi ăn uống, mà em cũng dẫn mẹ theo. Thì tình cờ thì mình dẫn theo như là em nói là đây là bạn của em thôi, chứ không có nói là người yêu của em gì hết. Xong một hôm hai đứa cãi nhau trước mặt mẹ luôn. Cái là xong rồi em mới nói cho mẹ biết là con quen bạn này vậy đó. Cái mẹ nói là mẹ biết lâu rồi. Nên là mỗi lần mà em có giận ai về hay là em cũng quen bạn này, em giới thiệu với mẹ em cũng bình thường, không có gì gọi là phản ánh gì về cái tình cảm của em hết. Mọi người đã có cái nhìn thấy hơn về em, về mẹ em, gia đình em cũng hiểu hơn về giới tính của em. Cho nên là cái vấn đề mà em công an bây giờ thì cũng không có gọi khó khăn. Hồi xưa là em ngại nói lắm, ví dụ mà ai hỏi mình là mình phải thuộc giới tính thứ ba không, em cũng nói là không phải, giống như mình gạt bỏ ra, không phải. Thật sự thì theo anh thấy nha, có rất là nhiều người đến tận bây giờ nha, nhiều người hỏi mình là có thuộc cộng đồng LGBT của thế giới tế bào không, thì mọi người đều trả lời không, tôi không phải là vậy. Mẹ biết tại sao? Tại vì thứ nhất là người ta thiếu tự tin, thứ hai là người ta chưa ổn định được cái kinh tế của người ta, nên người ta luôn chối bỏ được giới tính của mình. Người ta luôn nghĩ là những người xung quanh nhìn mình với một con mắt rất là không thiện cảm, luôn có những cái lời dị biểu, nên người ta sợ, người ta lấy một cái màn che bảo vệ là khi hỏi mình có thuộc cộng đồng LGBT, người ta đều say no. Với một người giống như em và anh có một công việc ổn định, mình làm ra tiền, mình nuôi được bản thân mình với gia đình mình, thì mình rất là tự hào. Khi người ta hỏi mình có phải thuộc cộng đồng LGBT không, mình đều say yes hết, từ vì mình biết mình đem một điều tích cực cho toàn cộng đồng của mình. Còn về cái chuyện tình yêu thì đó, lúc đó từ trước giờ là Duy quen được mấy người rồi? Lúc đó quen chính thức là 3 mối tình. Mối tình đầu tiên á thì em quen được nửa năm, nhưng mà nó cũng không biết tới đâu, tại vì lúc đó mình mới biết yêu, mình không biết phải yêu như thế nào. Cứ mỗi lần mà, nói chung là em hồi xưa em cũng nít á, giống như là mỗi lần mà không có làm gì mà mình không đúng với mình á, cái là mình bắt đầu mình giận đồ mình. Đúng rồi em, thường anh thấy như vậy nha, trong một cái mối quan hệ á, lúc đầu mình mới quen mình chưa hiểu được cái người ta cần gì và mình cần gì. Lúc nào xảy ra một cái vấn đề, một cái việc nào đó, mình lúc nào mình cũng bảo vệ bản thân mình bằng cái việc lớn tiếng lên, mình bảo vệ, mình nóng nảy lên. Nhưng mà sau những cái thứ mà mình đã từng trải qua rồi, mình biết là suy nghĩ lại, rồi mình im lặng. Lúc đó mình sẽ bình tĩnh ra, đỡ có những lời tổn thương hơn là cái lúc mình nóng nảy. Trong 3 cái mối tình đó thì cái mối tình nào mà Duy cảm thấy mà sâu nặng nhất, là mối tình chính thức của Duy mà làm cho Duy đau khổ nhất? Em nghĩ mối tình em chia tay cách đây cũng khoảng 2 năm rồi, là em giống như là em là bị là người thứ ba. Nhưng mà lúc đầu thì em không hề biết, tại vì người yêu của em với lại cái người đó bên ngoài là giống như là họ chỉ là bạn thôi, chứ không nghĩ là quen nhau, tại vì hai người đó cũng quen nhau cũng khá là lâu. Em quen được khoảng 1 năm thì tới tháng thứ 2 là anh mới biết là hai người đó vẫn còn qua lại tình cảm với nhau. Nhiều khi tại vì họ quen nhau lâu quá rồi, không thể nào mà chia tay được, thì em cũng chấp nhận là quen như vậy. Mà em cũng không hiểu lý do tại sao lúc đó là em lại chấp nhận được như vậy. Nó cứ em càng quen nó càng cuốn theo. Tới lúc rồi cái câu chuyện đi xa hơn nữa thì mọi chuyện kết thúc. Cái cuộc tình đó là ai là người đưa ra quyết định chia tay và dừng lại? Lúc đầu thì em sau chia tay 2-3 ngày họ cũng quay lại, họ nói là họ không thể sống thiếu mình, họ nhớ mình. Rồi lúc đó cũng còn yêu nên siêu lòng cũng quay lại quen tiếp, rồi mọi chuyện cũ cũng đi lặp lại như vậy. Nhưng mà cái bạn kia có biết là bạn trai của mình đang quen với em không? Dạ biết luôn. Rồi bạn đó có nói gì không? Bạn đó thì nói là bình thường, mình biết người yêu mình ngủ với nhà người yêu cũ luôn, mà mình không nói được gì hết. Mình biết người yêu mình ngủ với nhà người yêu cũ mà mình không nói được gì hết. Mà lúc đó một khoảng thời gian đó Duy vẫn chấp nhận để cho mọi thứ đi diễn ra. Em vẫn chấp nhận mọi thứ diễn ra hàng ngày như vậy, từ ngày này tới qua ngày kia. Lúc trước á, tụi em mới quen nhau tháng rưỡi đầu tiên là hai tụi em đi làm chung rồi về nhà và ở chung suốt một tháng rưỡi qua. Cái hai người đó khi đó quen với nhau thì bắt đầu là họ đi chung, làm chung với nhau. Em bị tách ra từ từ. Hồi xưa là một tuần nó gặp là 7 ngày, xong rồi còn 3 ngày, 2 ngày, xong có khi là 2 tuần mới gặp nhau được một lần. Tới lúc đó em khủng hoảng quá. Thật sự lúc đó là mình bị cuốn vô tình yêu á, mình không có thể mà mình làm việc được. Với một cái mối tình thương như vậy á, lúc mà chia tay thì cái sự hụt hẫng của Duy nó đến chừng nào? Bao nhiêu lâu Duy mới cân bằng lại? Thật sự á là một ngày em trải qua cực kỳ là vô vị. Em đi làm về, cái về tới nhà cứ lại nằm, cái là nhớ lại chuyện cũ, cái mình buồn. Mà em nghĩ chia tay là cái điều em không thể làm được. Khi mà em làm được rồi em nghĩ trời, thoát ra được em không khỏe gì đâu. Cứ ngày này qua ngày kia, ngày nọ, cái em cảm thấy ôi sao mình phải như vậy, trong khi mình còn trẻ mà, mình còn gia đình của mình nữa. Cái tự nhiên em bắt đầu là chăm sóc bản thân hơn, đi tập gym chăm chỉ hơn. Tự nhiên cái bạn bè rồi quan tâm mình, em thấy mọi người xung quanh rất là tốt với em nữa, động viên em không có đáng. Ngoài kia còn nhiều người tốt hơn em.
Đến bây giờ thì Duy với cái bạn đó còn giữ mối quan hệ bạn bè không? Dạ không, chị không nếu cắt đứt luôn. Còn về cái mối tình hiện tại của Duy thì như thế nào? Em chỉ thay khoảng 2 tháng khi em gặp bạn đó, lúc đó em chưa có yêu đâu. Thật sự mà ta đối xử với mình rất là tốt. Người kia đó xử xấu với mình như thế nào, bạn này bạn đối xử tốt với mình như vậy. Ngày nào cũng qua chở mình đi ăn uống rồi cái tự nhiên cái mình vui lên. Cái tụi em quen cho tới giờ luôn. Là được một năm mấy hả Duy? Năm mấy rồi ạ. Còn về chuyện gia đình, Maro có ngồi kế cô Yến là phụ huynh của Duy. Cô ơi, thường thì Duy với cô có thường xuyên gặp nhau cô hay là lâu lâu Duy mới về thăm cô? Lâu lâu về nhưng mà thường xuyên là lên mạng Facebook. Duy thường xuyên lên mạng Facebook mà ít khi về thăm cô. Cô có hỏi lý do tại sao mà con không về thăm mẹ không? Có chứ. Rồi Duy trả lời sao cô? Duy nói công việc của con bận quá mẹ ơi. Mẹ thông cảm thôi đó. Được rồi con cứ lo công việc con đi. Thường thì một tuần hay một tháng cô lên thăm Duy một lần hả cô? Khi một tháng cô lên một lần. Nếu mà Duy lâu lâu không có về thăm cô thì cô có buồn không cô? Buồn chứ. Nhiều khi nằm nhớ chi mà khóc. Ôi con có nhớ mẹ không? Rất nhớ mẹ nhưng mà công việc của con nó bận quá. Mẹ cũng thông cảm cho con. Ở nhà thì Duy là một người con như thế nào cô? Có hiếu thảo hoặc là quậy phá hay bất cứ một điều gì không cô? Duy hiếu thảo lắm. Tại vì cô có một mình Duy là con thôi. Cha của Duy, cô Duy đã đi từ Duy từ lúc còn nhỏ. Thành ra mẹ rất là thương con. Tình thảo cảm của mẹ lúc nào cũng dành cho con hết. Vừa làm cha vừa làm mẹ luôn. Sorry cô, con hỏi tí xíu là trước mà ba của Duy bỏ đi vậy là lúc Duy bao nhiêu tuổi không? Lúc Duy mới học mẫu giáo rồi con ơi. Thì lúc đó là cô phải rất là khó khăn để nuôi. Đúng rồi, nuôi một đứa con tới bây giờ con nghĩ coi nó khó khăn cỡ nào, vất vả cỡ nào mà cô cũng vượt qua hết. Cô đi giúp công việc cho người ta, rồi buôn bán tần tảo, nói chung là cái gì làm ra tiền cô cũng làm được hết. Nhưng mà lúc đó cô có ý định là cô bước thêm một bước nữa để cho có một người đàn ông trong gia đình để có thể hàng ngày có thể cùng cô và nuôi nấng Duy không cô? Nhiều khi cô cũng muốn nhưng mà suy nghĩ lại không được con ơi, cô quyết định ở vậy. Cô biết Duy thuộc cộng đồng của LGBT lâu chưa cô? Cô biết lâu rồi. Đó cô biết được Duy thuộc cộng đồng LGBT vậy á, cô có buồn không hay là cô có một cái lời nói nào cho Duy để trong cuộc sống Duy phải cố gắng hơn không? Cô để bụng nhưng mà Duy vẫn biết mẹ cũng thương con. Thật ra mẹ không nói gì hết. Giờ con của mẹ, giờ cộng đồng với lại giới tính nào cũng là con của mẹ. Rồi lúc trước tới giờ Duy quen những cái bạn mà trong cộng đồng LGBT phát triển một mối quan hệ tình yêu á, thì Duy có thường nói cho cô nghe không hay là Duy im lặng? Có, nhiều khi nó cũng tâm sự với cô thì cô cũng chấp nhận, tại vì con mình nó đã như vậy thì nó phải có giới tính của nó. Có cái tình thương của riêng của nó, mình đâu có cấm cản được nó đâu. Cho con hỏi tí xíu là nếu mà cô muốn có một người yêu của Duy, cô muốn người đó như thế nào cô? Người đó hả? Cô muốn là thương Duy và thương yêu mẹ của Duy luôn, thông cảm luôn. Cô có đặt nặng vấn đề là con mình phải quen một người giàu có hoặc là có đầy đủ mọi thứ để chăm lo cho con mình không? Hay cô chỉ muốn có một người mà thực sự thương và hiểu cho Duy? Cô muốn thật sự thương hiểu cho Duy và hoàn cảnh của Duy. Chứ giàu có để làm gì con? Tại vì cô biết trong cộng đồng LGBT này của tụi con á rất là khổ luôn, mà được một cái bậc phụ huynh nào như cha mẹ mà chấp nhận mà hiểu là tụi con rất là mừng, rất là hạnh phúc luôn. Ngoại trừ tụi con không có cần bất cứ một người nào ở ngoài xã hội, cho dù người ta có dè biểu, cho dù người ta có nói bất cứ một câu nào để cho tụi con có buồn đi chăng nữa, nhưng mà chỉ cần mẹ và ba của tụi con có thể hiểu được, tụi con rất là mừng luôn. Mà hôm nay con chia sẻ với cô, con thấy cô rất là thương Duy và cô và hiểu cho Duy, con rất là mừng luôn. Thì mẹ bây giờ sống với ai vậy? Mẹ em sống một mình ở dưới quê thôi. Hồi lúc trước là mẹ em sống trên đây với em, xong rồi thời gian mẹ em không đi làm trên đây nữa, mẹ em chuyển quê sống. Còn ba thì như thế nào? Ba mẹ em thì chia tay nhau lâu rồi. Từ lúc em còn học lớp 1 là bắt đầu là ba em có người phụ nữ khác. Lúc đó em còn nhỏ mà mẹ em phải bồng em theo đi kiếm ba em. Thật sự gia đình nó kinh khủng lắm. Sau lúc mà biết mẹ ba em đi với người phụ nữ khác rồi đó, mẹ em không kiếm được. Cái mẹ em bỏ em sống chung với ngoại, lên Sài Gòn làm bôn ba nhiều thứ như là phụ quán ăn rồi này kia nọ. Xong rồi mẹ em cũng quyết định kinh doanh nữa. Kinh doanh thì cũng ok lại tới tận giờ luôn. Nhưng mà lúc đó là Duy vừa mới lớn, Duy có nhận thức được là ba mẹ đã ly dị với nhau? Hình như là lúc đó em chưa nhận thức được. Tới lúc mà em khoảng từng lớp 3, lớp 4 thì mới biết được là bây giờ là mình không còn ba nữa. Mọi người hỏi em có buồn hay không, nhưng mà thấy thật sự rất là
em thấy là cách chơi em còn nhỏ quá nên không có cảm giác là buồn. Có bao giờ Duy oán trách ba mình là tại sao có một người phụ nữ khác mà bỏ mẹ con Duy không? Nhiều khi em cũng ký ức về ba nhiều á. Bây giờ em cũng không nhớ mặt ba em như thế nào. Nhiều bán trách thì chắc em không bán trách, tại vì mỗi người có sự lựa chọn riêng. Ba em quyết định đi theo người phụ nữ khác rồi, em giờ mà có ép ba em về với mẹ em thì sớm muộn thì cũng mẹ em khổ thêm. Em nghĩ là như vậy giải thoát. Mà Duy có thường về thăm mẹ không? Dạ một tháng rồi em về một lần, có khi hai lần. Có khi nào mà mấy tháng không về luôn? Dạ có. Lúc trước nha, ham chơi lắm, về quê buồn anh. Lúc trước em quen người yêu á, lúc trước cái người yêu mà làm cho em buồn á, là hình như là em chỉ biết đi theo người đó thôi, không có biết về quê. Rồi xong rồi cái tự nhiên đùng ra vậy, cái mình nói trời ơi, mình bỏ mẹ, mình ở nhà của mình vậy đó, rồi mình đi. Bắt đầu em về quê, em hay về quê hơn, em thăm mẹ em hơn. Cái gì em có thể mua được cho em đem đều mua hết. Mà nếu mà em không có thời gian rảnh về đây, về dưới thăm mẹ thì mẹ có lên đây thăm dạ, em không? Dạ có chứ, em nói là thôi, thấy này con không về nhà mẹ lên đi, con dẫn mẹ đi đi ăn uống hay đi chơi xả stress gì đó là mẹ em lên. Một lần mẹ lên thì ở với Duy lâu không? Mẹ em ở một tuần. Nhiều khi á là không có chuyện gì em nói thật, mẹ không, mẹ đừng về, mẹ ở đây đi, mẹ nấu đồ ăn cho con ăn. Sống sao mẹ mà ăn đồ ăn ngoài á, mà về ăn được đồ ăn của mẹ cho em mừng dữ lắm luôn á. Duy đã thấy mẹ đã rất cực khổ rồi, lo cho Duy là làm rất là nhiều công việc, anh nghe kể rất là xót. Mà Duy có một cái ao ước gì về cho sau này về mẹ không? Em muốn mẹ em khỏe để sống được lâu với em. Em chỉ muốn vậy thôi chứ thực sự không muốn gì nữa. Em muốn mẹ em khỏe để sống được lâu với em. Hôm nay chương trình có một món quà tặng cho Duy. Yeah. Thì Duy nhắm mắt lại chừng nào mà anh kêu Duy mở mắt thì Duy mới được mở mắt nha. Yeah. Rồi ok, bây giờ em có thể nhắm mắt lại. Con mà thấy mẹ mà đến bất ngờ vậy nè, còn mẹ thấy con vui như thế nào để mẹ nhớ hoài những giây phút đó. Chứ để sau này mà con lớn lên con biết những cái gì mẹ mình để kỷ niệm lại cho mình. Mẹ cũng rất là mong khi mà con tìm được những hạnh phúc riêng của con là mẹ cũng hạnh phúc theo. Rồi, món quà của em đằng sau lưng. Trời ơi, trời ơi. Cục vàng. Qua đây ngồi với con nè. Ngồi lên mặt không? Cục vàng nãy giờ ngồi nghe mà khóc quá trời nó. Cô ơi, hồi nãy cô ngồi cô nghe con trò chuyện với Duy và cô giờ cảm giác của cô như thế nào? Không biết sao nó nước mắt kiểu chảy xuống hoài. Cô xúc động. Lúc mà ngồi trên xe nghe những cái lời mà Duy nói, Duy thương cô hồi từ hồi nhỏ là cô ẩm Duy đi tìm ba vậy á, thì con có nhớ lại cái lúc trước cái tuổi thơ của Duy và cô khổ không cô? À, lúc đó là cô đau khổ lắm. Đau, nhìn, ủa sức con còn nhỏ gì mà cha không có cha, trời ơi, chị nhắc tới nước mắt nó chảy hoài à. Nhưng mà cái chuyện qua lâu vậy rồi, lâu lâu cô có ngồi suy nghĩ lại không cô? Dạ, cũng con buồn hoài á, nhớ tới là buồn. Tại trong đồ đời mình cái đó là làm như ký ức hay sao? Có bao giờ em có suy nghĩ là em phải đưa mẹ sống gần em lên đây ở chung với em không? Em có nói là sao mẹ không lên đây sống với em đi, thì mẹ em cũng nói là ở dưới nó thoải mái hơn. Mẹ thích ở dưới hơn, thật sự trên đây là em đi làm mà để mẹ em ở nhà rất là buồn á. Hiểu lắm, thương mẹ lắm. Thì lúc nào cũng mẹ mẹ đúng không? Mẹ có mình mẹ cái gì tới ngày mẹ mẹ không? Hồi xưa nha, hồi xưa mỗi lần mà em đi làm á, mỗi tháng mẹ em về thăm em một lần á, là em nghe mẹ về là em đang chơi em bỏ em chạy về, mẹ ơi mẹ mới về. Đi khoe hết cả xóm luôn, ngày mai mẹ con về, đi khoe hết xóm luôn. Tại vì hồi xưa em nói ở gần mẹ thôi. Hồi đó em nhớ nha, mẹ em nói là ngày đó mẹ em về, nhà có cuốn lịch á, cứ xé lịch. Em xé em trong tới ngày đó là cái tết ngày mẹ về, em chồng em hỏi mẹ em điện thoại mỗi lần mẹ em về trễ thì sao giờ này mẹ chưa về nữa. Đứt ruột kêu cô. Bao lâu hồi đó cô làm bao lâu cô mới về quê một lần để thăm Duy cô? Cách tháng, có khi hơn tháng. Công việc mình sắp xếp với lợi chủ họ có cho mình về được hay không. Khoảng em học lớp 5, lớp 6 thì em mới biết được là mẹ đi làm trên Sài Gòn để kiếm tiền về đây, em cũng bớt buồn. Chứ mà thời gian nhỏ là buồn dữ lắm. Phải nói là cứ trong mẹ sao mẹ đi hoài, mẹ cũng về với con. Tuổi thơ mình cũng hơi bất hạnh xíu nhưng mà bây giờ em thấy mọi thứ rất là ok. Bây giờ cô thấy Duy có một công việc rất là ổn định, thành công như vậy á, là cô mừng không cô? Cô rất là vui. Dạ. Thì hôm nay nhân chương trình Real Life thì cô có một cái lời nào tâm sự mà từ trước tới giờ cô không nói cho Duy nghe không cô? Con mẹ ngày nào cũng tâm sự, khi tâm sự không biết nói gì luôn. Ngày nào cũng... Zalo. Hôm nay cô có đi tập không?
hôm nay ăn gì rồi, ngày nào cũng nói chuyện với nhau, rồi kia tâm sự, không biết tâm sự gì hết. Mẹ em đó là cái gì cũng nói được hết trơn á. Và cái gì cũng kể cho mẹ nghe luôn. Chuyện buồn thì em cũng không dám kể thôi. Tại vì mẹ em á là có cái tật nha. Mỗi lần cái chuyện gì nhỏ mà mẹ em suy nghĩ nó tới nó hoài rồi mẹ em không ngủ được. Em nói là mẹ ơi, chuyện đó có gì đâu mà mẹ phải suy nghĩ hoài, kệ đi mẹ. Và mẹ em cũng suy nghĩ hoài. Nhân dịp chương trình này thì Di có một lời cảm ơn nào dành cho mẹ? Mẹ rất là thương em luôn á. Một lời cảm ơn thì em không bao giờ đủ cho mẹ. Tại vì bây giờ em phải sống tốt. Em có những gì tốt nhất là em dành cho mẹ thôi. Bây giờ là mẹ là hàng đầu, số 1. Em thể hiện tình cảm với mẹ đi. Hai mẹ con thể hiện tình cảm một tí đi. Ôm nhau. Lâu rồi mẹ không có ôm con. Mà hai mẹ con ngày nào cho mẹ hôn cái đi. Bây giờ lớn là khác, hồi nhỏ thì khác. Hồi nhỏ ngày nào mẹ cũng đè em hôn á, bây giờ lớn hồi nhỏ em sợ. Con đưa bàn tay ra mẹ con coi. Trời ơi, cục vàng, cứ hung bằng tay à. À, cục vàng của mày, cục vàng của mày. Thấy cái bàn tay tèo teo, cứ cầm, cứ hung gì không. Thôi về cái nựng ti, cục vàng của mày. Nựng ti, cục vàng của mày. Mẹ ơi. Kỳ quá à. Không, bây giờ em vẫn ngủ chung mẹ em nha, em về là em ngủ chung với mẹ không ạ. Tối mẹ em cặp điện thoại lớp lớp chứ có phòng riêng mà cũng vẫn ngủ chung. Em về có phòng riêng nha, em vẫn qua ngủ chung với mẹ. Em nói mẹ ơi, tối ngủ chung với mẹ nha, mẹ nói. Con thay mặt chương trình cảm ơn cô đã lặn lội đường xa tham gia chương trình cùng chúng con. Cảm ơn Di đã nhận lời tham gia chương trình Real Life. Và con xin chúc cô lúc nào cũng có nhiều sức khỏe và Di luôn thành công. Và tình cảm mẹ con lúc nào cũng khăng khít. Cảm ơn anh, cảm ơn cô chương trình. Cô cũng cảm ơn chương trình tạo cho cô với Di để gặp nhau trong có gì bộc phát hết cho mọi người biết những cái ẩn những trong lòng của Di không thể nào nói ra được, tại vì Di là giới tính thứ ba. Mẹ em á, là thật sự là mẹ em không biết giới tính thứ ba là cái gì luôn. Kêu là LGBT hay là gọi mình bottom sen là mẹ em không biết cái gì hết. Mẹ em chỉ biết là em không thích con gái thôi. Mà cô tin chắc đi, xã hội bây giờ nó càng ngày càng tiến, mọi người có một cái con mắt nhìn với cộng đồng LGBT của chúng con là rất là tốt luôn. Chỉ cần các bạn cố gắng làm việc tốt và đem một cái điều tích cực cho cộng đồng thì mọi người sẽ sớm nhìn nhận. Dạ, con xin cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn anh.